này mình mua của IKEA. Cái này dùng để những cái món đồ trang sức và những cái phụ kiện nhỏ. Nó giúp mình có thể tìm những cái đồ phụ kiện nhỏ một cách nhanh chóng. Hai cái khay có hai thiết kế khác nhau, một cái dùng để điện thoại, đồng hồ, cái còn lại mình sẽ dùng để vòng hoặc nhẫn đeo tay. Vật liệu được làm từ vỏ cây sồi, vật liệu nhẹ, có khả năng chống nước. Vật liệu này cũng dùng để làm cho những cái nút chai rượu, vang chẳng hạn.